Các bạn ơi, mình chia sẻ với các bạn cách làm bánh mì thịt nguội kiểu của Việt Nam nha các bạn. Thì thịt mình đã xong hết rồi, bây giờ thì mình để vô trong ổ bánh mì. Thì ngày hôm qua cái dưa chua thì mình cũng có nói với các bạn là mình làm dưa chua thì mình không có đổ nước, mà bây giờ các bạn thấy ở trong cái thau dưa chua nước rất là nhiều. Thì ngày hôm qua mình bào hai cái này, mình cân là 800 gram. Thì mình cho nửa khắp đường trước, sau 4 tiếng đồng hồ thì mình cho 50 ml giấm các bạn, với lại 1 muỗng rưỡi cà phê muối. Thì cái dưa chua này các bạn để rất là lâu, các bạn có thể để ăn cả 1 tháng 2 tháng, tại vì mình không có nước đó, thành ra nó lâu hư lắm. Còn cái bánh mì á, thì cái pate gan á, thì mình xài cái loại pate gan này các bạn, cái hiệu này mình mua ở superstore đó các bạn, Paris pate các bạn. Cái hiệu này nó không có nặng mùi. Còn cái bơ á, thì mình không có xài cái loại bơ mà đánh trứng với dầu, thì mình mua cái loại này đó. Mình mua cái loại này để mình làm bánh mì đó các bạn. Thì bây giờ cái thịt mình đã cắt ra, các bạn thấy cái màu thịt nó ở trong cái thịt nó màu hồng rất là đẹp đó. Rồi ở ngoài nó thì cái màu của cái màu gạch tôm đó các bạn. Thì còn đây là hành hành ngò, đây là ngò, đây là ớt. Mình xài cái loại ớt này cho bánh mì cũng giống như tiệm bánh mì đó các bạn. Còn đây là dưa leo, cái loại mà mini cucumber đó các bạn. Cái thịt mình đã để vô trong cái ổ bánh mì rồi nè các bạn. Cái bánh mì mình nướng xong rồi các bạn, mình cho hành phi, mình cho hành hành lá đó các bạn, hành lá với hành phi chung, có hành phi vô nó rất là thơm các bạn. Mình làm mỡ hành nè đó. Rồi mình rưới vô. Dưa chua, cucumber, đây là ổ bánh mì thịt xong rồi nè các bạn. Mời các bạn cùng ăn với mình nha. Các bạn ơi, hôm nay mình làm cái món bánh mì thịt, bánh mì ổ Việt Nam nha các bạn. Thì các bạn thấy đây là ba cục thịt ba rọi, mình đã ngâm với nước muối là mình rửa cho sạch rồi. Ba cục thịt ba rọi này thì cái này là thịt ba rọi nạc đó các bạn. Mỡ nó ít mà nạc nó nhiều. Thì ba cục thịt này á, là nó 1,2 kg. Thì cái nguyên liệu ngày hôm nay mình làm á, thì nó có nước mắm. Đây là 2 muỗng tablespoon nước mắm, nó bằng là 15 ml đó các bạn. Còn đây là tiêu sọ. Tiêu sọ này là mình ở nhà mình xay ra các bạn. Thì mình không có muốn xay nhuyễn, mình xay cho nó hơi còn lục cục thôi. Nó thì khi mà cắt mình muốn làm cái tiêu sọ đặng cho nó không có dính vô cái thịt, mà nó sẽ nhìn thấy cục thịt nó màu đen đó các bạn. Thì màu gạch tôm ấy thì 1 ống, gần 1 muỗng, nửa muỗng tablespoon là bột nêm. Rồi đây là 2 cái củ hành, bao nhiêu tỏi. Thì ướp thịt đó thì mình không có bằm nha các bạn, mình ướp thịt đó là mình xay đây nè, mình sorry, mình đâm ra cho nó ra cái nước chút của cái hành với tỏi đó, ướp thịt nó mới thơm đó các bạn. Thì nước dừa coco thì mình dùng 1 lon nước dừa, 1 cup nước. Thì bây giờ là mình đâm hành với tỏi để mình ướp nha. Bây giờ cái hành với cái tỏi là mình đã đâm ra rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình cho hết tất cả vô đây để mình ướp cái thịt. Mình làm cái này thì mình không có cho đường nha các bạn.
Tại vì cái lon nước dừa này nó đã ngọt rồi. Thì cái ống màu gạch tôm này đó mình cho một một lon, nhưng mà khi mình để vô đó thì mình cũng để vô từ từ các bạn, mình không có, mình thấy cái màu nó được rồi đó, thì thôi, chứ mình cũng nếu mà chứ còn mình cũng không cần phải để hết nữa, mình phải coi coi cái màu của nó ra như thế nào, chứ còn nếu mà nó đậm quá thì cũng không được. Bây giờ cái thịt mình đã ướp rồi nè các bạn, mình cho nó có phần nửa, một phần nửa cái ống màu gạch tôm thôi, chứ mình không có cho hết nó đậm lắm. Thì bây giờ cái thịt này mình lấy ni lông mình ráp lại, mình để nửa tiếng, mình để nửa tiếng thì mình mới đem lên mình chiên sơ nó qua dầu, rồi mình mới bỏ vô nước dừa với lại nước đang mình nấu nó nha các bạn. Thịt của mình đã ướp được nửa tiếng rồi đó các bạn, thì bây giờ mình mới bỏ vô mình chiên sơ nó. Thì đây là cái lon nước dừa, các bạn thấy đây là cái lon nước dừa, bây giờ mình khui ra rồi mình đổ vô trong cái, mình đổ vô trong cái nồi này, mình đổ hết vô trong cái nồi này đó. Nước thì mình chưa đổ vô đâu nha các bạn. Cả cái hành với cái tỏi mình đổ hết vô trong đây nha các bạn, cho nó rút vô cái thịt cho nó thơm đó các bạn. Xóa đi các bạn nha, chắc các bạn nghe nó hơi ồn á, tại vì mình nấu ở trong nhà đó, thành ra mình phải mở cái máy hút hơi đó các bạn, để cho nó đừng có bị hôi nhà. Bây giờ các bạn thấy cái nồi nước dừa của mình nó sôi rồi đó các bạn. Thì bây giờ mình mới bỏ cái thịt vô. Mình bỏ vô hết đó thì cái hành đồ này, hành tỏi ở trong cái chảo này mình phải đổ vô đây, mình trong cái nồi thịt hết nha các bạn. Mình chờ cho bắt đầu nó sôi lên một chút xíu là bây giờ các bạn thấy bao nhiêu nước nước dừa đây nè các bạn, thì mình đổ thêm, đây là cái cắt nước lạnh đó các bạn, thì bây giờ mình đổ thêm phân nửa cái nước này thôi các bạn, mình không cần phải đổ nước nhiều, nó phân nửa cái nước này thôi đó. Thì dặn lửa nhỏ, khi mà nó sôi lên mình chờ cho nó sôi thiệt là sôi lên á, mình dặn lửa nhỏ xuống các bạn, mình dặn lửa nhỏ xuống, nhưng mà
mình trong khi thời gian mà mình hầm cái thịt này đó thì mình phải thường xuyên mình trở cho nó đó các bạn. Tại vì cái này mình không phải đổ nước nhiều các bạn, nếu mình đổ nước nhiều quá thì nó sẽ không ngon các bạn. Mình phải thường xuyên mình trở cái thịt này cho cái nước dừa với lại gia vị rồi nó rút vô trong cái thịt này đó các bạn. Thì thời gian các bạn hầm á là 1 tiếng đồng hồ nha các bạn, 1 tiếng đồng hồ. Thì các bạn thấy mình đã set up cái đồng hồ làm đây là 60 phút đó các bạn, 1 tiếng đồng hồ. Cái cải rốt với củ cải trắng này là mình bào để mình làm dưa chua để mà cho ăn bánh mì đó nha các bạn. Thì cái này nãy mình bào ra xong rồi mình cân á thì nó 800 gram. Nó 800 gram thì các bạn thấy đây là nửa khắp đường. Mình cho nửa khắp đường vô. Mình làm dưa chua mình không có đổ nước nha các bạn. Thì bây giờ cái này á thì mình đổ đường vô rồi mình xóc nó lên. Thì nó khoảng chừng 4 tiếng đồng hồ thì mình mới cho muối với mình cho giấm vô. Các bạn ơi, bây giờ coi như là cái thịt này mình nấu nó, mình hầm nó là 1 tiếng rồi đó các bạn. Bây giờ cái đồng hồ 1 tiếng rồi, nó đã kêu rồi đó. Thì các bạn thấy cái thịt nè, sau 1 tiếng mình nấu thì nó rất là mềm nè các bạn. Các bạn thấy ở trong cái nồi nó vẫn còn nước đó các bạn. Đó. Mình đổ chỉ có nửa khắp nước đó với một lon nước dừa đó các bạn.